Xin kính chào quý anh chị, chào các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2019. Em xin phép được giới thiệu với quý anh chị và các bạn hai chiếc xe thuộc phân khúc sedan hạng B với tầm giá tiền hơn 100 triệu đồng. Thì những hai chiếc xe này các bác có thể mua về phục vụ cho gia đình đi hoặc là phục vụ để chạy dịch vụ thì rất là tốt. Chiếc đầu tiên bên phải là chiếc Venza sản xuất năm 2007 và có màu đen nhé các bác nhé. Đấy, thì là biển Thái Bình, biển số tiến cũng khá đẹp đúng không ạ. Còn chiếc thứ hai là chiếc Vios sản xuất năm 2005. Hai chiếc này thì theo đánh giá của em thì cũng còn rất là cứng xe, tuy là xe cũ hơn 10 năm sử dụng nhưng hai chiếc này còn chạy rất là tốt, thân vỏ máy móc còn chạy rất là tốt luôn. Đấy, ok, bây giờ em sẽ quay từng chiếc một nhé. Đây là chiếc Venza sản xuất năm 2007 thuộc phân khúc sedan hạng B, chiếc xe màu đen nhìn cũng rất là cứng xe. Đấy, em sẽ quay xung quanh chiếc xe này để cho quý anh chị xem về thân vỏ. Còn một chút nữa thì em sẽ quay vào phần nội thất để cho các bác xem cái nội thất của chiếc xe này nhé. Mọi về thân vỏ, về ngoại thất thì đèn đóm rồi là sơn xi cũng còn khá đẹp. Chiếc xe này thì cam kết với quý anh chị là không bị đâm đụng, cũng không bị ngập nước nhé. Bác nào mà đến xem chiếc xe này thì em nghĩ là các bác sẽ kết luôn vì chiếc xe này còn rất là cứng xe, xe chạy hơn 10 vạn xịn. Cam kết với quý anh chị chiếc xe này là không tua đồng hồ nhé. Tí nữa quay vào phần nội thất thì các bác sẽ thấy là chiếc xe này còn rất là đẹp. Ok, đặc biệt là bốn quả lốp của chiếc xe này còn rất là mới nhé. Hai quả lốp trước này mới thay chưa được một tháng nhé các bác nhé. Đây, lốp còn rất là dày. Xe thì cũng đã được trang bị camera màn hình lùi rồi. Xe này chủ xe mua về không tiếc đầu tư cho xe luôn. Đấy, ok, em sẽ quay vào phần nội thất của chiếc Venza 2007 này nhé. Đây là phần nội thất được nhìn từ cánh bên tai. Ok, em sẽ quay vào phần cái tắp ly của bên tai luôn. Đây là tắp ly của cánh bên tai nhé. Em sẽ quay zoom cận cảnh lại. Đây là cái phần tay mở cửa trong này, còn rất sáng. Đây là phần các cái núm nút điều khiển gương kính này. Mặt tắp ly này rất là sáng, gần như là không có vết xước. Đây, các cái gioăng chỉ của chiếc xe này còn rất là đẹp. Đây là keo chỉ chiếc này còn zin đến 90% nhé, không mất một phân nào cả. Ok, để quay vào phần nội thất bên trong. Đây là phần vô lăng nhé các bác nhé. Các bác biết rồi đúng không ạ? Phần vô lăng này là nó thể hiện được chiếc xe là đi nhiều hay ít. Đi nhiều hay ít thì sẽ cái phần vô lăng này, các cái hai phần hai bên này thì nó sẽ mòn và bóng đi. Những chiếc xe này các bác nhìn còn khá là đẹp đúng không ạ? Mình sẽ quay kỹ cái phần vô lăng này. Đấy, cả cái phần phía còi này nữa. Đi nhiều đi thì sẽ gần như là bóp còi nhiều thì sẽ bị mòn và bị bóng cái phần vô la và phần tiếng còi lên. Đấy, xe này thì gần như là không bị mòn. Ok, đây là phần mặt đồng hồ nhé, còn rất là sáng và đẹp đúng không ạ. Đây là phần mặt tắp ly. Đây là cái để ghim điện thoại nhé. Bác nào mua xe thì tặng luôn bác cái ghim điện thoại này luôn, ghim lên kính này để xem chỉ đường trên điện thoại. Tắt ly
Đây thì chiếc xe này là cam kết với quý anh chị là không bị đâm đụng nhá, không chạy dịch vụ taxi nhá. Thường thì chạy taxi dịch vụ thì sẽ có khoan đục ở đâu đó, một vài nốt khoan ở đây. Đấy, chiếc xe này thì là không có luôn. Và cũng không có một vết khoan đục nào ở cánh cửa nhé các bác nhé. Các bác cứ đến xem và đánh giá luôn với chiếc xe này cho em. Đây là phần mặt táp ly của cánh bên phụ. Ok, giờ em sẽ quay toàn bộ cái phần ghế da của chiếc xe Grandtra 2007. Đây phần củ số và phần phanh tay đây, còn rất là đẹp đúng không ạ? Về phần ghế da của chiếc Grandtra này thì còn nguyên bản luôn các bác nhé, không bị rách hoặc là không bị bị cào xước gì cả. Đây các bác có thể nhìn cái ngay cả cái phần ghế bên tài này cũng còn rất là đẹp. Rồi ok, em sẽ cần quay phần nội thất phía đằng sau. Sẽ quay xa ra một chút và zoom gần lại. Phần mặt táp ly của cánh bên bên tài và phía đằng sau nhé các bác nhé. Toàn bộ và phần táp ly của chiếc xe này cũng còn rất là tươi. Đây em sẽ quay phần mặt táp ly của bên phụ luôn, tí em sẽ không quay bên đó nữa. Zoom gần lại cho các bác xem. Đây là phần ghế da phía đằng sau này, không có một vết xước, không có một vết rách nào. Bên trên này thì có hai cái loa nhé các bác nhé. Đấy, xe được trang bị 4 loa, hai loa ở bên hai loa ở bên hai cánh cửa trước và hai loa trầm ở phía sau. Đấy, rồi ok, tất cả cái các cái phần nỉ của chiếc xe này vẫn còn nguyên bản nhá. Đây phần trần nỉ này các bác nhé. Trần nỉ nguyên bản này. Rồi quê em sẽ quay cho bác một cái phần từ xa của cái phần phần khoang trước. Quay xa một chút thì các bác có thể nhìn được toàn bộ cảnh. Đây là phần vô lăng này. Vô lăng phần điều hòa. Điều hòa mọi chức năng của chiếc điều hòa của xe này còn hoạt động rất là tốt nhé. Xe điều hòa mát. Ok, em sẽ quay sang chiếc xe Vios sản xuất năm 2005. Đây là chiếc Vios sản xuất năm 2005. Xe màu bạc nha các bác nhé. Xe biển 34 biển Hải Dương luôn. Chiếc xe này thì em mua của một bác ở thành phố Hải Dương. Cái thân vỏ của chiếc xe này cũng còn khá là cứng. Với những chiếc xe sản xuất từ những năm 2005 thì chiếc xe này cứng hơn các chiếc xe khác rất là nhiều. Vì xe chạy cũng khá là ít. Hai chiếc xe này thì chỉ có hơn 100 triệu đồng một chiếc thôi. Các bạn đã sở hữu một chiếc xe sedan hạng B với số chỗ ngồi là 5 chỗ và dung tích xin anh làm việc thì chỉ có 1.5 thôi các bác nhé. Tiêu thụ nhiên liệu tầm 7 đến 8 lít trên 100 km. Đấy, em sẽ quay vào phần nội thất của chiếc xe Vios sản xuất năm 2005 này nhé. Đây là phần mặt táp ly của chiếc xe Vios sản xuất năm 2005. Đấy, xe thì cũng đã được dán kính rồi, dán kính và độ màn hình rồi. Đây là phần điều chỉnh điện của gương điện nhé, gương chỉnh điện nhé, kính gương kính điện nhé. Đây là phần điều chỉnh kính điện, gương điện, xin lỗi các bác, đây là phần điều chỉnh gương điện. Rồi ok, em sẽ quay lên phần mặt táp lô nhé. Chiếc Vios 2005 thì đồng hồ nằm ở giữa đúng không ạ, các bác tìm hiểu thông tin các bác biết rồi đúng không ạ. Đây, xe đã được trang bị màn hình camera lùi rồi.
Đây là phần điều chỉnh điều hòa này, núm nút điều chỉnh điều hòa. Bật tắp lô này. Đây là phần tắp ly của cánh bên phụ nha bác nhé. Quay về phần ghế da và cái phần vô lăng củ số này. Đây, củ số của chiếc xe Vios này. 10 năm sử dụng nhưng mà chỉ có bị hơi mòn và hơi bóng một chút thôi. Nhưng mà da là da xịn nên còn rất đẹp. Em cũng có thể bỏ ra 100-200 nghìn đọc lại chiếc củ số này nhưng mà da xịn của nó nên em để nguyên như thế, không bọc lại làm gì nữa, bọc lại da mới nhìn. Nhìn mới nhưng mà chất lượng thì không thể bằng những cái đồ theo xe, nguyên bản theo xe được. Đây là phần ghế bên tài nha, ghế bên tài đã được lót cái nước các cái hạt này rồi, để ngồi mà đi xa thì máu lưu thông rất là tốt, không bị mỏi các cái cơ lưng và cơ đùi. Rồi ok, em sẽ quay vào phần nội thất phía đằng sau. Đây là phần nội thất phía đằng sau nha bác nhé. Rồi em sẽ quay sơ qua về chiếc xe này, hai chiếc xe này thôi. Thì bác nào quan tâm đến hai chiếc xe này thì alo cho em theo số điện thoại em để trên màn hình nhé. Số điện thoại em đã để trên màn hình rồi. Thì các bác quan tâm đến chiếc xe này thì alo cho em hoặc liên lạc với em qua Zalo để em sẽ gửi ảnh và quay video chi tiết hơn nữa để cho các bác xem. Các bác muốn xem bộ phận nào của chiếc xe này thì alo trực tiếp cho em để em quay trực tiếp cho các bác. Ok. Đây là phần trần nghỉ theo xe bác nhé. Ok, em đã vừa quay xong và giới thiệu với lại quý anh chị hai chiếc xe sedan thuộc phân khúc hạng B với tầm giá tiền là hơn 100 triệu đồng. Thì quý anh chị quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại để trên màn hình và để trên cái tít giới thiệu của xe nhé. Thì các bác hãy quan tâm và ủng hộ đến kênh mua bán của em bằng cách là like, đăng ký và chia sẻ và ấn vào nút chuông để có thể biết được những thông tin mới nhất về các loại xe, các đời xe nhé các bác nhé. Vâng ạ, xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đến kênh mua bán của em ạ.